Dạ em. Anh vợ em hả? Dạ. Em. Hàng của vụ cái xe Lexus kìa. À, đi, đi. Thầy tu mà. Ok, anh rồi né cái mặt ra. Ok. Thầy tu mà chịu chơi chứ mà. Hả? Thôi. Để đi. Ê, hàng chơi để chị làm gì anh chạy thử chị làm có thích không? Em thấy tụi em cũng mời đó mà chị làm. Thầy tu mà chơi chứ. Chơi đại đi chị. Chị coi thử coi nó có khác gì chiếc kia không. Coi vậy chứ chiếc cũ chị Lan cũng ngon lắm nha. Sáng em chạy là còn ngon lành nha. Muốn tranh thủ chụp hình. Chiếc xe này đẹp quá, ai cũng khoái chứ. Ừ, xe đẹp ghê. Ai cũng khoái chứ. Khoái hết á. Ừ. Thằng ơi. Phiêu linh sao chị Lan? Lỡ lên ngồi rồi không xuống luôn á. Chơi luôn đi chị Lan. Không xuống là mình chơi luôn á. Trời đó đã lắm thằng ơi. Vậy hả? Đi đâu? Em lắm hả? À, đi phải chứ phải tuyết luôn. Trời em ru và ru luôn á. Em nhớ hồi quên em quay trở lại tại vì anh phải lấy tiền. Làm sao thấy xe này sao hả? Để thấy xe này được hả? Đã hả? Xe mà thấy nó thấp xe ước mơ của chị hả? Vậy hả? Mà sao chị thích chiếc này vậy? Mấy chiếc khác chị cũng thích bằng à? Nó chạy nó premium. Nói chung là chị chạy nhiều xe phải không? Ừ. Cả BMW, Mercedes cũng không thích bằng chiếc này. Chắc nào không thích bằng chiếc này luôn á. Chị Lan chờ không? Hả? Chị Lan ngồi xe chờ không? Ngồi xe chờ không? Thì ra đi, Vô luôn đi. Để anh lái thử coi. Tôi chịu khóa coi, anh lái thử coi. Rồi, vỗ tay. Chúc mừng. Quá tuyệt vời. Ôi, xe đẹp quá đẹp. Quá dữ, quá xứng đáng luôn. Lễ tình nhân. Trời ơi, quà lễ tình nhân mà anh Lương tặng chiếc xe này áp lực cho tụi em quá. Thôi ông tính lại đi nha. Thôi lại nha. Ông nói là coi lại nhan sắc của tụi mình là chết luôn á. Thôi giờ đó chị Lan phát biểu trong nghỉ đi. Chị Lan phát biểu trong nghỉ đi. Sao? Chị Lan hồi nãy chị nói rồi, chiếc xe này là mơ ước của chị luôn á. Vậy là anh không sợ chết. Vợ ghê quá. Chết rồi hết rồi. Anh Lương cho nói là chết, anh Lương khó đó hỏi rồi. Thằng Lan có món quà, chị Lan rất thích rồi. Đây. Thank you, cảm ơn. Quá sướng, quá tuyệt vời.